ngồi đây, tỉnh thức và dám nói rằng cũng hơn cái cuộc đời này nó vận hành theo cái cách mà của riêng nó. Không có cái chuyện là à tôi thích cái sự kiện này nên hãy cho cái sự kiện này diễn ra đi. Cái sự kiện kia thì nó mang lại một cái trải nghiệm đau đớn cho tôi không thích nên đừng có cho nó diễn ra. Làm gì có cái chuyện đó, đúng không? Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Nhớ mấy cô các bạn trải qua như thế nào? Mọi người biết không, một năm đổ lại đây á, mình nhận thấy cái thế giới này có rất nhiều sự mâu thuẫn. Bắt nguồn từ lúc mà mình đọc quyển sách mang tên là Yêu của tác giả Osho. Trong quyển sách khuyên là hãy từ bỏ cái tôi đi. Mình mới thắc mắc là tại sao phải từ bỏ cái tôi đi. Nhưng rồi mình nhận ra thế giới này có rất nhiều sự mâu thuẫn. Tới nỗi mà mình đã có hẳn một cái ghi chú chỉ riêng cho 2024 để ghi lại những cái sự mâu thuẫn ấy. Và gần đây nhất chính là cái mâu thuẫn giữa việc hãy là chính bản thân mình và bước ra vùng an toàn của bản thân. Trước khi đi tiếp với video của mình thì Ký Kỳ Cục còn có phiên bản nhắm mắt. Link để phía dưới phần mô tả. Hãy đăng ký kênh nếu mà bạn thích và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo để chúng ta không lạc nhau giữa dòng đời vội vã nhé. Chuyện là mình có đọc một bài viết mang tên là Unless You Are Oprah, Be Yourself Is Terrible Advice by Adam Grant và Đừng Nghe Theo Cái Lời Khuyên Hãy Là Chính Bản Thân Mình của tác giả Dương Quỳnh Anh đã truyền động lực cho mình để mà ra cái content lần này. Khi nói hãy là chính bản thân mình sẽ được mình hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên đó là đừng chạy theo người khác, đừng cố làm hài lòng bất kỳ ai mà đánh mất chính bản thân mình. Và nghĩa thứ hai, mình sẽ được là chính bản thân mình khi mình tự do và được làm những điều mà bản thân thích. Nhưng mà những điều mà bản thân thích nó mang một cái nghĩa rất là rộng. Đi sâu vào cái câu nói hãy là chính mình nhận ra phải luôn đúng với cái ý của bản thân mình, không phải lúc nào cũng là chuyện tốt. Có bao giờ các bạn nhận định ở một cái sự việc nào đó, rồi một khoảng thời gian sau cũng cái sự việc đó, bạn lại nhận thấy là cái nhận định cũ của mình có phần không còn hợp lý nữa, thậm chí là sai. Không chỉ nhận định mà cả hành động nữa. Nếu có, hãy để lại bình luận phía bên dưới cho mình nhé. Mình không dám nói là mình biết và mình hiểu quá nhiều. Hiểu tới đâu thì mình xin phép giải thích tới đó. Nếu có sai sót thì mong nhận được sự góp ý một cách nhẹ nhàng của mọi người. Câu nói vô thường vô ngã. Vô thường tức là mọi vật đều biến đổi. Vô ngã, ngã tức là cái tôi. Vô ngã tức là không có cái tôi. Không tồn tại cái đặc trưng bất biến theo thời gian. Ý muốn nói là cái quan điểm góc nhìn của ta tưởng chừng là đinh đóng cột tại cái thời điểm đó, nhưng mà lâu dần nó cũng sẽ khác đi. Đôi khi cái thứ mình muốn nó không thật sự giúp mình phát triển. Giống như cái việc là mình rất là thích cái mô hình làm việc vừa ngồi trong văn phòng vừa chạy bên ngoài. Vì mình ý thức được rằng ngồi trong văn phòng nhiều sẽ bị ù lì, dễ sợ chuyện. Chạy bên ngoài thì cho ta cơ hội va chạm, từ đó trao dồi bản thân thêm. Mình cũng dư sức biết là không phải ngày nào mình cũng có thể duy trì cái nguồn năng lượng, cái chí phấn đấu dám đương đầu với thử thách. Sẽ có những ngày lười nè, mệt nè, và chỉ muốn ngồi trong văn phòng hưởng thụ có máy lạnh thôi. Nhưng nếu mà cứ ở trong cái vùng quá thoải mái của bản thân, không bị sự ép buộc, sự bất đắc chỉ từ phía bên ngoài, thì ta rất là khó để mà phát triển lên. Vì tính ra bản chất của con người ai lại không thích thoải mái nhất, hưởng thụ nhất, đúng không? Bởi vậy có một cái câu đó là cách hủy hoại một con người nhanh nhất chính là để họ làm những gì mà bản thân họ thích. Và chỉ khi được làm những gì bản thân họ muốn, họ thích thì con người đó mới được là chính bản thân mình. Nó mâu thuẫn thấy không? Ghét lại cái sự mâu thuẫn nó qua một bên đi. Ngồi đây, tỉnh thức và dám nói rằng cũng hơn cái cuộc đời này nó vận hành theo cái cách mà của riêng nó. Không có cái chuyện là à tôi thích cái sự kiện này nên hãy cho cái sự kiện này diễn ra đi.
cái sự kiện kia thì nó mang lại một cái trải nghiệm đau đớn cho tôi không thích nên đừng có cho nó diễn ra. Làm gì có cái chuyện đó, đúng không? Một ví dụ nữa, không phải là mình kể lể nha. Và mình cũng hy vọng là mẹ mình sẽ không nghe được cái điều này. Vì mẹ mình hay sót cái vụ mình soạn content ấy. Thì hôm trước, trên cái đoạn đường đi làm về á, thì mình đã phải dừng xe 2 đến 3 lần trên cái đoạn đường đó. Tại vì đột nhiên có idea nảy ra trong đầu, phải chụp lấy liền và phải ghi lại, nếu không về là nó sẽ quên mất. Vất vả không? Mình nghĩ là mình enjoy, mình thích cái điều đó. So với cái khoảng ở nhà thì ở nhà nó nằm trong cái khoảng quá thoải mái của bản thân rồi. Có nhiều thứ trong nhà nó hấp dẫn và nó chi phối mình, là mình không thể tập trung, không có được một cái flow để mà soạn content ấy. Mình xin phép biến đổi là một cái câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh: trăm hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Vạn người đã từng gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Thành trăm hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những việc ta trải qua, không việc nào là ngẫu nhiên. Âu cũng đều mang lại cho chúng ta một cái bài học để chúng ta có thể phát triển bản thân. Tới với cái góc nhìn là bước ra vùng an toàn của bản thân. Có một giai đoạn mình bị cuồng thử thách. Vì mình nhận thức rằng những cái thử thách, những cái biến cố sẽ giúp chúng ta có trải nghiệm và giúp chúng ta trưởng thành lên từng ngày. Nhưng sẽ là không biết tự lượng sức mình ấy. Lấy ví dụ như là ở những tháng đầu thử việc đi, bản thân nó đã mang đầy khó khăn rồi đúng không? Cái lúc này mà còn mong chờ những cái thách thức khác ập tới, quả thật là quá sức. Nên là hãy cho chúng ta thời gian, rồi mới mong chờ những cái thách thức tới với ta. Rồi hãy bước ra vùng an toàn của bản thân. Mình từng hỏi một người chị, người đó như là một người đi trước, một người thầy vậy á. Mình rất là ngưỡng mộ cái lối sống của chị đó. Thì mình hỏi là sao để biết đâu là giới hạn cho những lần bước ra vùng an toàn của bản thân? Vì có một cái câu nói đó là muốn biết thì phải thử. Nhưng có những cái cấm phẩm, chẳng hạn không thử dù chỉ một lần, thì chị đó mới bảo là bản thân phải đủ năng lực cái đã, và phải tìm hiểu kỹ cái nơi mà mình định bước ra. Và cá nhân mình xin phép bổ sung thêm một cái ý nữa, đó là hãy có giới hạn cho những lần bước ra vùng an toàn của bản thân. Giống như là bạn ý thức đây là cái rìa an toàn và nguy hiểm, thì bạn bước mé mé ra cái mức nguy hiểm. Hãy có giới hạn chứ đừng có bước quá sâu vào cái vùng nguy hiểm, tới cái lúc mà người ta gọi là quay đầu là bờ. Tới cái mức mà chúng ta quay đầu thì không thấy bờ đâu cả, không thấy cái ranh giới an toàn đâu cả, mà chỉ thấy xung quanh là vùng nguy hiểm. Thì lúc đó là tới giai đoạn phản biện. Có người cho rằng cái lời khuyên là hãy là chính mình, nó vô tình định hình sẵn mình như là một cái ngã, một điều bất biến. Nó như một cái nét là đóng khung bản thân. Từ đó chúng ta vịn vào đó để mà chúng ta từ chối những thử thách để mà phát triển bản thân. Theo câu nói vô thường vô ngã đi, mình đã phải suy nghĩ rất lâu. Thì hãy là chính mình nha. Theo suy nghĩ của cá nhân mình nha, thì nó vừa đúng, nó vừa không đúng. Đúng là chính mình, là cái thân xác này nó vẫn là chính mình. Nhưng mình của một giây trước nó đã không phải là mình của hiện tại nữa rồi. Nếu mà suy nghĩ theo vô thường vô ngã thì hãy là chính mình, nó không đồng nghĩa với cái việc là tự đóng khung chính bản thân mình, tức đồng nghĩa với trở thành một cái phiên bản tốt hơn của bản thân. Mà đúng ra thì không nên dùng từ trở thành, nó như mang một cái nét đóng khung quá. Đúng ra thì nên dùng từ tiến tới phiên bản tốt đẹp của bản thân. Nguyên văn sẽ là hãy là chính mình, đồng nghĩa với việc là tiến tới phiên bản tốt đẹp hơn của bản thân. Nó không phải là kết quả, nó là một quá trình. Hình như nói tới đây mình đã tìm được cái câu trả lời cho cái câu hỏi bấy lâu nay mình vẫn luôn băn khoăn, đó là tại sao phải từ bỏ cái tôi. Nhưng mà chắc là mình sẽ xin phép không bàn ở đây, vì nó sẽ làm loãng cái nội dung xuyên suốt của cái video này và sẽ làm cho mọi người bị rối. Tóm lại nha, xuyên suốt của cái nội dung ngày hôm nay á, nó sẽ dựa vào một cái câu nói
Đó là vô thường vô ngã để mà trả lời. Vạn vật đều sẽ biến đổi, hễ là chính mình. Chính mình, nó vừa là chính mình, mà chính mình nó cũng vừa theo cái nghĩa là đang phát triển một cái phiên bản tốt đẹp hơn của bản thân. Ok không mọi người? Nói tới đây thì mình cũng lo là nó hơi nặng, sẽ làm cho mọi người không nắm được hết. Nên là có bất kỳ cái thắc mắc hoặc cũng như là cái góp ý nào, xin hãy để lại phía bên dưới phần bình luận nha. Ok, đó là tất cả những gì mình muốn truyền đạt trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết chiếc video này, và cũng đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Hôm nay thì có một tí thay đổi trong góc quay, nên là mình không biết là mình nhìn về hướng nào, nên là chắc là cái cặp mắt trong cái video này nó sẽ hơi loạn thần một xíu nữa. Nội dung hôm nay đã nặng rồi mà cặp mắt còn loạn thần nữa, hy vọng mọi người sẽ nắm được. Ok, chào tạm lại bị vấp nữa chứ. Ok, chào tạm biệt và xin phép hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.